Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cách trang trí tường đơn giản với đề canh dán tường. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bọn mình cần chuẩn bị những dụng cụ như sau. Đó chính là một cục mang keo dán giấy để có thể cố định cái đề canh, một cái kéo, một cái kẹt nhựa như thế này để có thể đẩy không khí ở bên trong đề canh ra khi mà mình dán. Và không thể thiếu đó chính là một miếng đề canh dán tường như thế này. Cái đề canh mà mình chọn ngày hôm nay là đề canh Oracle được nhập khẩu từ Đức. Với một miếng đề canh như thế này thì tụi mình sẽ có 3 lớp. Đầu tiên là lớp đế, lớp tiếp theo sẽ là lớp đề canh chúng ta cần dán. Lớp tiếp theo là lớp màng định vị, như mọi người có thể thấy là lớp màng mỏng ở đây như thế này. Thì bước đầu tiên mình sẽ cố định cái đề canh với lại cái lớp màng cố định của tụi mình lại bằng cách là sử dụng miếng kẹt nhựa như thế này. Mọi người đẩy từ trung tâm ra bên ngoài, tĩnh tiến, đều tay như thế này, đẩy hết ra theo chiều từ giữa ra lên trên ha, từ giữa lên trên cho tới hết miếng đề canh. Tương tự với phần bên dưới, mọi người cũng sẽ đẩy từ dưới, từ giữa xuống bên dưới. Có thể làm lại một lần nữa để chắc chắn rằng là miếng đề canh nó đã dính vào cái màng định vị của mình ha. Và một lưu ý nhỏ trước khi mọi người dán đề canh đó chính là mọi người phải lau sạch cái bề mặt tường mà mọi người muốn dán để có thể đẩy đi hết các bụi bẩn ha. Những cái hạt bụi mà có kích thước lớn nó sẽ làm cái đề canh của tụi mình lồi lõm cho rất là xấu xí á. Xong mình sẽ dán ở vị trí này, mình sẽ lau ở đây. Và trên bức tường này thì mình sẽ dán miếng đề canh của mình ở đây. Sau khi đã tìm được vị trí thích hợp rồi thì mình sẽ dùng keo dán giấy và cố định nó lại như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ đến bước mình sẽ tách cái lớp màng định vị và miếng đề canh ra khỏi cái đế như thế này. Mọi người sẽ gỡ theo chiều vuông góc 90 độ, tách nó ra. Sau khi mà mọi người tách xong thì mọi người sẽ sử dụng một cái kéo như thế này và tách và cắt cái lớp đế ra. Bước tiếp theo, mình sẽ dán miếng đề canh này vào cái tường. Thì mình sẽ đặt vuông cái miếng thẻ nhựa một góc 45 độ và kéo từ mí mà mọi người cắt đều tay và tịnh tiến xuống bên dưới như thế này. Từ sát mí ra đến ngoài rì ha. Nếu mà mọi người làm từ ngoài rì trước thì nó sẽ dễ bị nhăn cái miếng đề canh của mình á. Và tiếp tục tịnh tiến theo góc 45 độ từ dưới lên trên. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái miếng băng keo định vị này ra ha. Xong. Rồi tiếp tục gỡ cái lớp đế của nó ra ha. Như thế này. Mọi người gỡ ra suốt một đoạn. Khoảng từng này. Thì ngưng. Lật lại. Mọi người sẽ giữ căng như thế này và để nghiêng mặt nắp, mình tiếp tục đẩy lên trên. Đầu tay và tịnh tiến xuống dưới và đẩy lên trên. Từ trung tâm ép ra bên ngoài nha. Mình sẽ tiếp tục tháo cái lớp đế ra. Đấy. Rồi, lại đẩy lên trên.
Bây giờ thì mình sẽ vuốt lại toàn bộ miếng đề can một lần nữa để đảm bảo là không khí đã được đẩy ra hết bên ngoài. Và bước cuối cùng thì mình sẽ tháo lớp màng định vị này ra. Từ góc cái lớp định vị mọi người sẽ áp sát 180 độ và gỡ ra ha, từ từ và chậm chậm như thế này. Vậy thì chỉ với vài thao tác đơn giản thì mình đã có được một bức tường sinh động hơn lúc đầu rồi đúng không nào? Và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc nào về việc dán đề can thì cũng đừng quên comment bên dưới cho tụi mình biết với nha. Và đừng quên like và subscribe để ủng hộ những video tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye!